video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị Bodit CKB, Quốc Quốc Cần sang CKB, Lover. Ở đây tôi đã để sẵn trên cái ví Sapan. Quý vị vào DApp chọn Yokai Swap, chọn Confirm, chọn Connect Wallet, chọn Sapan. Quý vị để ý đến cái biểu tượng ví phía bên trên góc tay phải màn hình, chọn vào Wallet. Quý vị sẽ thấy cái địa chỉ L1 Wallet Address ở cái dòng thứ hai. Địa chỉ của nó bắt đầu bằng CKB. Quý vị hãy copy cái địa chỉ ví này. Ok, đã copy. Bây giờ tôi sẽ close cái DApp này. Trở lại cái ví. Ở đây tôi đã để sẵn CKB Levered trên cái ví Sapan. Tôi sẽ chuyển 60 năm CKB Levered vào sàn Yokai Swap để làm cầu. Chọn send. Ở ô thứ nhất tôi sẽ dán cái địa chỉ CKB vừa copy vào. Ô thứ hai nhập số lượng là 60 năm. Chọn like, continue, send. Bây giờ tôi sẽ lấy cái ví cứng Sapan để quét cái mã và xác nhận. Rồi, quý vị chờ trong giây lát. Chờ mạng lưới xác nhận. Trường hợp quý vị có CKB từ trên sàn thì quý vị cũng có thể chuyển 60 năm CKB về cái địa chỉ ví N1 này. Ok, đã chuyển thành công. Quý vị có thể quay lại Yokai Swap để kiểm tra xem là 65 CKB nó đã về đến sàn chưa. Bây giờ tôi sẽ vào Yokai Swap. Quý vị để ý đến cái biểu tượng Bridge ở phía bên dưới. Chọn Withdraw. Chọn Liquid Withdraw. Ô thứ nhất, dòng thứ nhất, quý vị nhập cái số lượng CKB mà quý vị muốn rút, hoặc quý vị cũng có thể chọn vào Max để rút tất cả. Ở đây tôi sẽ nhập là 500. Dòng thứ hai quý vị để nguyên. Quý vị chọn vào Liquid Withdraw. Submit. Quý vị sẽ thấy ở đây nó thời gian chờ là 3 ngày. Tương đương với 3.600 block. Chọn vào Submit. Ok. Quý vị lấy cái ví cứng Sapan và xác nhận. Thì quý vị sẽ thấy cái thời gian đếm ngược. Đó, sau 3 ngày chờ đợi, tôi sẽ ghép cái video này lại. Đây là đoạn video thứ hai sau 3 ngày. Bây giờ tôi sẽ vào DApp, chọn Yokai Swap. Quý vị để ý đến cái biểu tượng Bridge, chọn vào Withdraw để tôi kiểm tra xem nào sau 3 ngày.
Đã có thể rút CKB về chưa? Thì như ở màn hình thông báo quý vị sẽ thấy, quý vị có thể rút được CKB về rồi. Quý vị có thể rút CKB này lên các sàn để bán. Ở đây tôi sẽ quay lại cái ví Sapan và tôi lấy cái địa chỉ CKB Nevert. Bây giờ tôi sẽ copy cái địa chỉ ví CKB. Rồi tôi vào DApp, chọn Yokai Swap, chọn Bridge, Bridge, chọn Withdraw, chọn Withdraw. Ở cái dòng này, quý vị hãy paste cái địa chỉ vừa copy vào đây. Rồi chọn Withdraw. OK. Quý vị hãy lấy cái ví cứng Sapa, quét cái mã QR để xác nhận giao dịch. Trường hợp mạng lỗi, quý vị có thể thao tác lại nhiều lần. Rồi bây giờ tôi sẽ tắt cái DApp đi. Trở lại màn hình chính của cái ví. Đó, thì quý vị sẽ thấy 500 CKB đã được rút thành công. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.